Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội, Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần kinh, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Cùng kiểm tra có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Hiện hai trung tâm đang quản lý chăm sóc nuôi dưỡng trên 350 đối tượng gồm trẻ em mồ côi, người già, cô đơn và người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần. Thời gian qua, các đơn vị đã tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn tại khuôn viên, khu nhà ở và làm việc, thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, sát khuẩn tay, bố trí khu dự phòng cách ly, dừng hoạt động thăm tặng quà, các hoạt động tập thể. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong công tác chăm sóc sức khỏe các đối tượng bảo trợ xã hội và phòng chống dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng, chú ý đến những đối tượng có bệnh lý nền, triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên. Nhân dịp này, đoàn công tác tặng quà khẩu trang y tế nước sát khuẩn cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội, Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần kinh tỉnh.